Trung Quốc đang được cho là tăng cường chiến dịch tuyên truyền trong nước về những tuyên bố chủ quyền vô lý của nước này trên Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua một lần nữa tuyên bố Bắc Kinh quyết tâm và có đủ năng lực bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Nam Sa, tên mà nước này tự gọi đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ tư được tổ chức tại Đại học Thanh Hoa, ông Vương Nghị đã văn hoa nói về điều này. Đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với Nam Sa không hề tăng thêm hay bớt đi. Nếu không giữ chủ quyền, chúng ta không thể nhìn mặt tổ tiên và ông bà chúng ta. Và nếu để hiện trạng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông bị thay đổi, chúng ta cũng sẽ không dám nhìn mặt con cháu đời sau. Ông Vương Nghị cũng nói, Trung Quốc sẽ không chấp nhận nhìn chủ quyền của nước này bị xâm lấn và lợi ích của Trung Quốc bị xâm hại. Trước những bức xúc và sự phản đối quyết liệt của cộng đồng quốc tế về việc Trung Quốc ngang ngược xây đảo nhân tạo quy mô lớn trên Biển Đông, ông Vương cho rằng các nước đã nhìn nhận sự việc một cách cảm tính, đồng thời quy kết việc nhiều nhà lãnh đạo lên tiếng chỉ trích Trung Quốc là vì có những động cơ chính trị riêng. Trung Quốc đến nay tuyên bố chủ quyền đối với hơn 80% diện tích Biển Đông, nhưng Ngoại trưởng Trung Quốc vẫn kêu ca rằng nước này mới thực sự là nạn nhân lớn trong các vụ tranh chấp ở đây. Reuters cho hay ông Vương Nghị vốn là người kín tiếng và phát biểu của ông ta như vậy là khác thường.